nguyên tắc phi tập trung làm nền tảng của tiền điện tử, cũng như sự vắng mặt của các trung gian dưới hình thức ngân hàng và các tổ chức tài chính khác, khiến tiền điện tử trở thành cách chuyển tiền an toàn và ẩn danh nhất hiện nay. Tuy nhiên, mặt trái của sự tự do vẫn là nguy cơ mất tiền. Antima Token được hỗ trợ bởi Smart Wallet, một loại ví tiền điện tử hiện đại có mức độ bảo mật cao. Ví được bảo vệ khỏi bị hack nên việc lưu trữ token trong Smart Wallet sẽ an toàn tối đa. Tuy nhiên, ngay cả những công nghệ bảo vệ dữ liệu tiên tiến nhất cũng sẽ không thể bảo vệ tiền của bạn nếu bạn không tuân theo các quy tắc bảo mật đơn giản nhưng quan trọng. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ cho bạn biết về các quy tắc này. Hãy tuân theo chúng để bảo vệ tiền của bạn và giúp trải nghiệm của bạn trên thị trường tiền điện tử trở nên tích cực nhất có thể. 1. Đặt mã PIN để đăng nhập vào ví của bạn và thiết lập Face ID hoặc Touch ID để chỉ bạn mới có thể đăng nhập vào ví của mình. Để thực hiện việc này, hãy đi tới phần Setting, cài đặt trong ứng dụng của bạn. Sau đó, trong phần Security, chọn PIN code, nhấp vào thanh trượt để đặt mã PIN gồm 6 chữ số trong ví của bạn và trên PIN để thay đổi mã đó. Mã PIN của bạn phải phức tạp, được tạo thành từ các số khác nhau được sắp xếp theo thứ tự ngẫu nhiên. Điều này sẽ khiến nó không thể đoán được. Không sử dụng mật khẩu từ cùng một chữ số, chẳng hạn như 888.888. Bạn có thể kích hoạt xác nhận đăng nhập bằng cách quét khuôn mặt hoặc vân tay trong phần Face ID Touch ID. 2. Thiết lập xác nhận giao dịch. Thiết lập xác nhận giao dịch bằng cách quét khuôn mặt hoặc vân tay sẽ bảo vệ bạn hơn, khi đó sẽ không ai có thể gửi token từ ví của bạn. Để kích hoạt xác nhận giao dịch, hãy đi tới phần Security. Xin lưu ý rằng để kích hoạt tính năng này, bạn phải thiết lập sẵn mã PIN, Face ID hoặc Touch ID cho Smart Wallet của mình. Sau khi cài đặt chúng, tùy chọn này có thể được kích hoạt. Ngoài ra, chúng tôi nhắc nhở bạn về tầm quan trọng của việc chú ý đến cụm từ khóa gợi nhớ mà bạn nhận được khi tạo ví của mình. Không lưu trữ nó trên phương tiện kỹ thuật số, trong ghi chú trên điện thoại hoặc trên màn hình máy tính của bạn, và không chia sẻ nó với bất kỳ ai. Cách tốt nhất và an toàn nhất là viết nó ra giấy và giấu ở một nơi đáng tin cậy. Những quy tắc đơn giản mà chúng tôi mô tả trong hướng dẫn này sẽ giúp bạn bảo vệ tiền của mình. Do đó, chúng tôi yêu cầu bạn chia sẻ hướng dẫn đơn giản này với những người dùng khác của hệ sinh thái Antima.